Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bộ phim mới nhất về Hà Hà và của Hà Hà. Bộ phim này là một trong những bộ phim mà đánh dấu cột mốc quan trọng nhất, có thể là những quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng mình. Và đây không đơn giản là một wedding phim, mà đây là một bộ phim về wedding và về câu chuyện của chúng mình. Và mong các bạn sẽ thực sự thích nó. Và chúng ta bắt đầu thôi. Yeah. Trong 2 năm vừa qua chúng mình đã cố gắng rất nhiều để quay trở về quê hương, nhưng thực sự là gặp rất là nhiều khó khăn. Hồi đấy là đỉnh dịch của ca Covid ở Việt Nam, vậy nên là vé rất là đắt, cộng với thời gian cách ly thực sự rất là dài, đến 2 đến 3 tuần. Vậy nên là tất cả mọi thứ đều cản trở chúng mình để quay trở về quê hương. Năm 2020 bố mẹ mình có ý định sang châu Âu cũng không thể thực hiện được, bởi vì đúng lúc đó thì Đức lockdown. Sau đấy rồi thì đến năm 2021 chúng mình có ý định về Việt Nam cũng không thể thực hiện được, vì ở Việt Nam có dịch. Đến năm 2022 khi mà chuyến bay thương mại bắt đầu được mở, mình nghĩ là khoảng được 1-2 lượt bay đã được mở rồi, và chúng mình quyết định về Việt Nam trong những chuyến bay đầu tiên. Khi biết sắp được về Việt Nam, chúng mình sướng vô cùng. Lúc đấy chúng mình bắt đầu cuống cuồng đi săn vé, chọn ngày, chọn giờ, chọn cả ghế. Khi mà bước chân xuống Nội Bài, hít không khí ở tại Nội Bài, mình mới nhận ra là ok, 24 giờ để bay được về Việt Nam thật sự là đáng, rất là đáng. Thay mặt một cái, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe bọn đàn trai hôm nay đến làm lễ ăn hỏi cho hai cháu được về chúc mừng ngày. Câu hỏi đầu tiên là cô dâu cao 1m bao nhiêu ạ? 1m6, 1m6. Chính xác ạ. Câu hỏi thứ hai là cô dâu đi size giày bao nhiêu? 38. Sai. Sai. Câu trả lời của cô dâu là cô dâu đi size 37,5 ạ. Chú rể sẽ phải chống đẩy 5 cái hoặc là nhờ bạn chống đẩy. Mình đã mong đợi từ rất là lâu. Chúng mình đã biết nhau 10 năm, quen nhau 6 năm và yêu nhau đã 5 năm. Và mình nghĩ đây là một thời điểm đánh dấu một cái gì đó để bước sang một trang mới bùng nổ hơn. Gấp gáp là sao? Đấy, như bạn thấy, mình có một khoảng thời gian rất là ngắn để chuẩn bị về với Việt Nam. Biết ơn là tại sao? Bởi vì bố mẹ hai bên rất là ủng hộ, support, cũng như là các bạn. Các bạn của mình như là những wedding planner vậy, có thể chuẩn bị cho mình từ cái móng tay, từ bộ tóc, từ váy, từ giày. Nói chung là mình rất là biết ơn những người bạn tốt của mình ở tại Việt Nam đã giúp đỡ mình tạo nên một đám cưới thế kỷ này. Tên của chúng mình đều là Hà, ghép lại với nhau là Hà Hà, có nghĩa là tiếng cười. Mình cũng không mong muốn gì nhiều cho tương lai. Mình chỉ mong rằng là sau này hai đứa đứng trước mọi chuyện có thể luôn giữ được nụ cười tươi và tinh thần lạc quan như Hà Hà những năm 25, 26 tuổi. Sắp tới thì anh là chồng của em rồi, em sẽ gọi anh là chồng. Chồng ơi, hy vọng rằng trong cuộc sống hôn nhân sắp tới thì chồng sẽ luôn luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ, cũng như là vun đắp cho hạnh phúc gia đình của bọn mình nhé.
Chào các bạn. Như các bạn đã có thể xem được toàn bộ video mà vừa diễn ra thì các bạn có thấy rằng concept chung của cả video này cũng chính là concept chung của cả chặng đường tình yêu của chúng mình. Từ hai người hoàn toàn xa lạ, hai thế giới hoàn toàn xa lạ, chúng mình tình cờ gặp nhau vào một ngày đẹp trời ở tại siêu thị. Rồi sau đó đã được 6 năm rồi, chúng mình bước chung một con đường. Vậy nên là điều mà chúng mình, Hà và Hà muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là những điều không thể có thể trở thành có thể. Impossible can be possible. Right, so see you.